à, nước khô cạn nè, quả là lửa nè, thổ là đất. Thì ba người này làm việc trước rồi đó, là bà thủy không cho có nước nè, bà quả thì lửa cháy nè, bà thổ thì cho chụp đất. Ba này làm, ba bà làm việc trước, nên là bà con không phải như không mà cái tình trạng thiên tai như vậy đâu bà con ơi. Rồi cũng như là cạn kiệt rồi, cha đã sắp đặt ra lệnh để lọc lừa sàng sảy đó, chứ không phải như không mà cái năm nay mà nó bùng phát như vậy đâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Con kính lễ Phật, con kính lễ thầy, và con mến chào cô Năm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Cô chào Dương Cầm, cô chào Phú An Giang. Hôm nay đến nhờ cô Năm chia sẻ Phật pháp, hỏi về vấn đề lửa cháy rất là nhiều, gần đây Kiên Giang cháy rất là dữ dội. Thì trước khi nhờ cô Năm chia sẻ Phật pháp, thì con có một chị mạnh thường quân, đó là chị Trần Thị Thảo Nguyên, gửi cô Năm là 1.527.000, thì con gửi là 1.530.000, là tùy cô Năm sử dụng tùy duyên. Chị nói gì? Dạ con thì có chị Đăng Thị Dung ở Châu Thành, Hậu Giang, gửi cho cô 4 triệu là khoản giếng, còn 500 gửi cho cô đổ dầu đi. Thì hôm nay là ngày 24 âm lịch, 24 phải không? 23. Thì cô có nhận của Dương Cầm là 1 triệu 2, 1 triệu rưỡi, 1.530.000, 530.000 là tùy duyên ha. Dạ, tùy duyên. Còn cái bên của Phú á là khoan giếng, khoan giếng 500 gửi cho cô đổ dầu. Thì cô của quyền thật to của chị này. Thì bây giờ cô cũng có, nếu mà các mạnh quân yêu cầu gửi cái gì thì cô cũng làm đi cái đó. Nhưng mà cái tiền của Dương Cầm tùy duyên, tùy duyên thì bây giờ cô cũng có nói lên đây là cô là bây giờ cô định mua chiếc xe tải là 3 tấn rưỡi, trong khi đó là cô để lên 2 cái thùng, khi mà là không có chữa cháy đó thì cô chở nước xuống cái vùng mà hạn hán đó, Tiền Giang rồi Công Đông rồi Công Tây đó, hoặc là chỗ nào không có nước thì cô chuyển đến cho bà con. Còn cái thứ hai thì để khi mà cái vùng bảy núi chỗ cô đang ở đây đó thì có cháy có hỏa hoạn thì chỗ lửa, thì cô làm 2 cái phương tiện, một là cái máy phát điện, dây đường dây ống rồi sẵn sàng để khi có cần chỗ lửa thì mình bơm nước vô thùng mình chạy đi chữa, còn không có thì mình lấy cái máy mà phát điện xuống với cái bơm xuống với dây rồi xuống thì mình chở 2 cái thùng đi cho bà con người ta. Thì hôm nay đó thì các mạnh huynh cũng gửi cho cô cũng được 100 triệu rồi, người 5 triệu, 2 triệu, 1 triệu. Thì bây giờ của cái cô bên Dương Tàm đó, Thảo Nguyên. Thảo Nguyên được 1 triệu mấy thì cô cũng nhập vô để mà cô mua chiếc xe. Thì nếu chiếc xe mình mua ra hoàn thành cũng 200 triệu. Máy dây đồ này kia thùng đồ tất cả hết á, chiếc xe là cũng 100, nếu mà rẻ nhất gì cũng 160, 70 triệu đó. Còn đã 30 triệu mình mua đồ vô tùng. Bây giờ cô cũng được 100. Thì nếu bà con có ủng hộ cho cô thì cô cũng dùng vào cái việc mua xe để chữa lửa, đi chở nước cho bà con. Thì hôm nay cô nhận số tiền này, cô cũng rất cảm ơn và cô hồi hướng công đức cho cái cô ở ở Châu Thành, Hậu Giang là con gửi đây Phan Giếng, thì cô cũng làm theo yêu cầu của con. Còn nếu mà các mạnh quân tiền duyên thì cô sẽ đưa vào mua xe với để làm xe chữa lửa với xe chở nước đi. Thì cô rất cảm ơn hồi hướng công bước này đến là chị Nhung, Đặng Thị Nhung, Đặng Thị Nhung đó. Mô Di Phật cô cũng hồi hướng công đức này đến của quyền của con. Thì cô cũng bên này thì cô cũng vậy, cũng hồi hướng công đức này đến của quyền tất cả và gia đình của con được bình yên, là làm ăn thuận tiện để giúp cho bà con nghèo. Thì cùng chung tay với cô để giúp cho bà con. Hôm nay là cái năm nay nó quá hoạn nạn, thiên tai nó quá xá, nên bây giờ mình có tấm lòng từ bi, giúp được bao nhiêu thì cô cũng gom vô cô để làm cái việc thiện hết. Nam mô Di Đà Phật. Dạ, quá Phật. Thì nhà cô Năm chia sẻ Phật pháp thì gần đây nó cháy rất là nhiều cô Năm ơi. Ở đâu cũng cháy hết, Kiên Giang hay tất cả các tỉnh đều cháy rất nhiều, nhưng mà gần đây thì Kiên Giang cháy rất là nhiều. Cháy 2 khu rừng, cháy nhà, cháy cửa gì nữa.
Cháy quá cháy đó dạ. Là con biết không? Thì cô cũng chia sẻ lên đây cho bà con cũng hiểu biết trong cái năm này. Năm gồng thì người ta gồng là mưa, mà năm nay gồng là lửa. Gồng lửa này, gồng lửa này, không phải gồng nước. Đó, năm nay là năm gồng lửa nha bà con. Thì là đến cái hồi thời để trừng phạt. Cô Năm, như là đầu năm Hội Yến á, cái đầu gồng cháy có phải là cái điềm nó liên điềm quan đó. Tới giờ không? Đúng rồi, cái điềm gồng lúc đó mình không có nghĩ, mình cũng không có nghĩ là gì đâu mới tính. Nhưng mà thật sự bây giờ cái điềm báo trước biết rồi. Đầu năm là cái đầu gồng cháy. Mà thường thường thì gồng nước, mà này gồng lửa. Thì là trên Tòa Thánh Tây Ninh đó là đang mà lễ đó thì cháy cái đầu gồng. Rồi bởi vì năm nay cháy không gồng lửa, năm nay gồng lửa xuống. Nên là thường thường là gồng nước ha. Gồng thì không phải bơm nước, nhưng mà gồng thì gồng lửa, gồng phun lửa. Bởi năm nay là không phải là ông gồng mà tự nhiên phun lửa. Cũng có cái chỉ thị của cha. Mình nói đây giống mình làm du di, nhưng mình nói giống như làm gì nghe chỉ thị của cha. Chừng nói về trong... tâm linh, nói về tâm linh đi. Là cũng như là gồng đây á, là nhận cái lệnh của cha và năm bà quản lý trong cái cõi ta bà này, kim mộc thủy hỏa thổ, thì cũng cha cũng ra lệnh luôn. Thì cái ông gồng đó ổng cho cháy vậy là báo hiệu cho mình biết, nhưng mà lửa cháy đây là do bà quả. Thì nhận lệnh của cha luôn đó. Thì nên là bà con không biết sao không, cô nói ra đây á thì bà con đừng có buồn. Có nghĩa là như vậy, tới cái màn sàng lọc nên làm ở trên sắp đặt như vậy đó. Cái chỗ nào nếu mà không có làm phước, không tu hiền thì chỗ đó cháy. Đây là sự thật vì du di về tâm linh nha. Bà con đừng có nghĩ là cô nói ở người tu không tu, nhưng thật sự là bề trên cho cô biết. Năm nay là tất cả nè, những cái vùng mà chỗ không có biết đạo đức nhiều đó thì cháy nè, sụp đất nè. Năm bà làm việc hết, mà cái bà quá làm trước. Vì kim mộc là cây cối đó, thủy là nước khô cạn nè, quả là lửa nè, thổ là đất. Thì ba người này làm việc trước rồi đó. Là bà thủy không cho có nước nè, bà quả thì lửa cháy nè, bà thổ thì cho sụp đất. Ba này làm, ba bà làm việc trước. Nên là bà con không phải như không mà, như không mà cái tình trạng thiên tai như vậy đâu bà con ơi. Rồi cũng như là cạn kiệt rồi, cha đã sắp đặt ra lệnh để lọc lừa sàng sảy đó. Chứ không phải như không mà cái năm nay mà nó bùng phát như vậy đâu. Là mình biết cái thiên tai nó tới là còn tới nữa. Em bây giờ thấy một cháy một cái tỉnh vậy đó, không phải cháy một lần. Mà cháy từ một cái tỉnh từ 3 lần đến 4 lần. Đó. Như ở Cần Thơ là cháy 3 lần rồi đó. Ừ, Cần Thơ cũng cháy 3 lần rồi đó. À. An Giang mình hôm cũng nghe nói cháy đó, nhưng mà An Giang mình ít. Là thành phố Hồ Chí Minh hen cháy liên tục. Quận 5 cháy, quận 12 cháy, quận Bình Chánh cháy, cháy liên tục. Đó. Cái thành phố Hồ Chí Minh đó. Nó không có nói gì cho nên bây giờ nó rất là nhiều, còn ở vùng ngoài cũng cháy luôn nha. Nói chung là tất cả từ miền Bắc đến miền Nam, từ mũi Cà Mau đến miền cuối miền đất Việt là cháy hết. Tỉnh nào cũng cháy mà không phải cháy một lần đâu bà con, cháy nhiều lần trong cái tỉnh đó luôn. Bởi vì tới cái màn là phải ra rồi, thì dân định của cha phải xuống bút rồi. Thì bây giờ bà con chỉ có cầu trời khẩn Phật lập bàn tất cả bà con trong cái vùng mà thiên tai đó hen. Cứ lập bàn cầu nguyện ơn trên chờ Phật ban phước lành cho giảm bớt thiên tai thôi, chứ không có cách nào hết trơn. Chỉ có mình biết ăn chay niệm Phật rồi mình cầu nguyện ơn trên. Năm nay là còn tới tấp nập luôn. Bây giờ cái nước Việt Nam mình là nó bùng phát luôn rồi đó. Nói chung là bùng phát luôn rồi đó bà con. Chứ không phải đâu. Bùng phát là lửa nè, sụp đất nè, còn tới đây là đau chết nữa. Hả? Hết cái từ qua cái tháng 6, tháng 7 cho lên còn đau chết nữa. Dữ dằn luôn. Đó, bây giờ cũng có cái bệnh lạ ở thành phố rồi đó. Có nhỏ để tử điện cho cô. Nó cái bệnh gì mà cũng chết nhiều lắm. Mà mình chưa có, Bộ Y tế này chưa có phát ra đó. Nhưng mà cái người ta biết. Nên là cô nói hen, rất là tới rồi bà con. Bây giờ chỉ có một cách, gắng là tu gấp gấp, chứ không là không kịp.
Cô Năm, hồi nãy mình nói dù con rồng cháy á, có khi nào cái đầu con rồng thường thường là nước mà cái đầu thì đã cháy lửa rồi, nhưng mà cuối năm này kia có khi nào nửa năm sau lại là nước mưa bão dữ không cô Năm? Đó thì cô nói đầu năm là rồng là ông, cái đầu ông cháy trước, thì bây giờ cái năm nay đó là năm Thìn cũng năm đầu năm cháy rồi. Cô nói là qua tháng 6, tháng 7 đến Tết là mưa lốc xoáy, đầu thì cháy, đuôi thì là nước lốc xoáy nhà cửa. Và hôm cô nói trước rồi, cô nói qua tháng 6, tháng 7 trở lên đi rồi mưa đó, có mưa thì mình mừng phải không, nhưng mà lốc xoáy rồi sụp đất nó thiên tai tới luôn. Chứ không phải là mưa mình bà con cũng mừng, có nước mừng, nhưng mà thật sự cũng còn thiên tai tới nữa. Cái nóng hạn này đó là nó gắt gao, cháy bắt đầu tới, mà mưa xuống rồi là bắt đầu lốc xoáy, dông bão tố, không phải yên đâu. Nên là bây giờ đầu năm thì lửa cháy, cuối năm thì dông bão lốc xoáy. Đầu năm báo hiệu đầu đầu gồng cháy, mà lúc đó thì cô nói chung là cô không tin gì đâu, nên cô nghĩ là cháy thì cháy vậy thôi. Nhưng mà đến sau đây thì trên cha cũng cho biết là cho bà quả năm nay làm việc, thì cô biết được cái đó. Chứ lúc đầu mình cũng nghĩ là mình không có nghĩ là gì đâu, nhưng mà giờ cha nói là cho bà quả làm việc. Bà quả là lửa đó. Thường thường mấy người tương, mấy người mà chữ con chữ cái đó, bà quả bà thỉ rồi đó, kêu mời đó. Cái người chữ con cũng đọc, cũng nghe, cũng chữ kêu hết trơn luôn á. Bà quả bà thỉ bà gì kêu hết. Nên là bây giờ đó kêu động tới người ta, bây giờ tới cái màn người ta phạt. Hồi trước đây là kêu không có thấy, nhưng bây giờ là tới luôn. Nên là bà con bây giờ mình phải một lời nói, mình gian xin chờ Phật ơn trên các đấng thiêng liêng, cha Ngọc Hoàng, mẹ Địa Mẫu, Đức Phật từ bi ban phước lành là mới bớt thiên tai thôi. Chỉ có một cách là tu chứ không có còn nữa. Cái năm này là năm Thìn ha, mà theo trong sấm giảng thầy nói đó, gồng gắn máu đào chỉnh ghê, con ngựa đã đá con dê, khỉ kia cũng bị sáo xào, canh kia gà gái máu đào mới ngưng. Nhưng mà năm nay năm gồng, năm tới là năm gắn. Gồng gắn máu đào chỉnh ghê, nhưng năm nay chưa có chỉnh ghê thì chưa có máu, nên tới năm gắn ra nha. Gồng gắn máu đào chỉnh ghê, con ngựa đã đá con dê đó, bắt đầu năm Tỵ với Ngọ đó làm mới giữ. Thì cái màn này nó cũng tới sắp đặt y trong giảng thầy nói rồi. Gồng gắn máu đào chỉnh ghê là gồng, năm nay là gồng nhưng mà chưa có máu đào, chỉ có là thiên tai rồi tới năm Tỵ với năm Ngọ mới chỉnh ghê đó, hoài hoài tới luôn. Bây giờ mình thấy thực tế là nói chung là tới chứ không có còn cái gì nữa đó. Còn ở nước ngoài bây giờ thôi đừng nói tới nữa, bây giờ hen là ở Dubai, Ấn Độ đó, chết nhóc luôn, ngập lút thành phố luôn, chìm trong biển cả rồi đó, nói chung là Dubai đó. Còn Trung Quốc hen thì bị cái nước nó quá lớn, một cái thành phố chìm lút, một cái thành phố kia thì bão lụt. Nói chung là Trung Quốc ai cũng biết rồi, mình khỏi nói nữa, mình không nói bà con cũng dư biết luôn. Nhưng mà cái nước Dubai là nước Ấn Độ, mới ngày mới tin tức thời sự hôm kia cô xem là lúc nhà lúc cửa luôn, rồi thêm bệnh chết nữa. Đó là nước Ấn Độ nha. Còn cái nước ngoài các nước kia bây giờ nói chung là cũng dữ lắm, thiên tai là nói chung là không còn gì mà nói nữa đó. Nhưng mình không còn nói nữa đó, là bà con cũng biết là thời sự tin tức ở trên truyền hình TV là đầy đủ. Nếu bây giờ mình cô nói nữa thì nó cũng thừa đó. Nhưng mà cô nói tóm lại trong cái Việt Nam của mình đó, thì bà con cũng phải gắng tu. Bây giờ nói chung là các nước đều có là truyền thông thông tin đồ thời sự đồ nói hết rồi. Thì cô nói sơ thôi, chứ cô mà kể ra hết thì bà con cũng biết hết rồi. Nên là mình phải nói trong cái đất nước Việt Nam của mình đó. Bây giờ mình phải gắng làm sao mà cho bớt thiên tai. Bớt thiên tai là bà con phải tu, chứ không là tới luôn. Tới đây là gấp, là tới hoài luôn, chứ không có còn mà nói đi. Đây nè hen, từ tháng này là tháng mới, tới tháng chưa hết tháng 3 phải không? Mà ở chỗ mình là không có một miếng mưa. Ở tại đây nè, không có miếng mưa luôn. Từ tháng 10 trong năm tới bây giờ đó, không có miếng mưa.
chỗ khác thì cũng có đám hay đám, còn chỗ này là không có miếng nào luôn. Thì con tính đi là tới cái tháng 4 nè, ha, nếu có mưa xuống là tháng 5, tháng 6, tháng 7 là bắt đầu dông lốc xoáy. Rồi cô nói đó, con để coi nha. Rồi nên cô nói cái gì là cũng có hết trơn, nên bà con cũng gán. Bây giờ mình chỉ có cái chữ tu là gán mới kịp, không là không có kịp. Nói chung là đây tới là chết, chết bệnh này ha, chết. Nói chung là bệnh chứ còn chiến tranh này chưa nha, không có. Nói cho bà con nhớ việc kỹ là không có chiến tranh. Chết đau, chết bị bên kia nó bắt. Vì thầy cũng nói con ma, ma bắt con quỷ quỷ. Rồi tới cái màn này, tới tháng 6 là kết thúc, là mẹ đã chấm bút rồi đi. Thì bên kia nó vô dòng, nó sẽ bóp đầu hết. Đau chút xíu chết, được chút xíu chết. Thực tế trong dòng mở bà con mình thôi đây nè, cô thấy ha. Chỉ mỗi chút xíu tiếng hờ lạc ngang, tiếng sâu ngọn nè, là bên kia nó ra tay rồi đó. Thì ký lệnh người ra tay lọc lừa đó, nên là bà con phải gán tù. Trong sấm giảng thầy cũng nói, trong sấm giảng của sư giải bóng phai đó ha, nó rất là rõ luôn. Còn đức thầy mình nói thì hơi xa xa nha, cũng thầy ông nói ngay chăng luôn. Thầy mà chết ha, từ đây nè, từ cái chỗ mình đi mà ra tới Vinh Long Khả số 1 là máu đầy luôn. Thầy phơi mà để đi mà đạp không chảnh luôn. Cái chỗ mình đây nè, cũng từ đây tới Cần Đăng đó, là ông khẽ số 1 đó, là ngã bác đó, chứ đừng có nói đâu xa. Chết thê thảm luôn, dữ lắm. Nên bà con chết mà thay phơi chập chồng nó không còn bao xa đâu. Nó gần gũi lắm rồi, nó kế đây rồi, nên bà con cũng gán mà tu đi. Chứ không mà là không có kịp đâu. Là cô mấy ngày nay, đêm nay ha, là Đức Phật Thầy cũng nói hết trơn luôn. Còn Đức Thầy thì nói ít nha, còn Phật Thầy đã nói rõ luôn, rất là thê thảm luôn. Bây giờ ở trong đây á, là ông Phật Thầy ông nói cháy bảy núi. Ôi thôi, bảy núi cháy rồi, cháy bảy cái núi đó mà giờ cháy bốn núi rồi, cháy hết trơn bảy cái núi luôn. Là con thấy nếu mà con đếm đủ bảy cái núi là tới rồi á. Còn năm cái non nữa, năm non bảy núi. Năm cái non là cái núi nhỏ nhỏ, là kia gọi là non, là có y trong kinh luôn nghe, năm non bảy núi luôn. Thì bây giờ bảy núi mà chỉ bốn cái núi này. Cái núi dài, núi dài Văn Liên nè, núi dài Năm Giếng nè, núi Cô Tô nè, là ba núi rồi. Thì chỉ cái núi gì cũng hoàng hoàng, nó nói cái núi gì nữa nè, cái tên nhiều quá rồi, là bốn cái núi đó. Mà ông Phật thèm nói cháy mà hết bảy cái núi là tới. Mà con thấy đi, nó tới sát rồi, nó không có còn xa, không còn lâu nữa đâu. Nên là bây giờ á, mình làm được cái gì á, cái việc thiện thì mình làm. Cô nói bà con làm được cái việc gì thiện là cứ làm. Để tới đây đó, mình muốn làm việc thiện cũng không còn cơ hội để mình làm. Rồi tới đây đó hen, mình muốn tu cũng không có cái chỗ để mình tu. Bây giờ loạn lạc hay chạy rồi. Bây giờ còn nhà, còn cửa, còn tu. Còn đến đây nữa hen, không còn nhà ở lấy cái gì mà tu. Chỗ đâu mà tu, mà cúng, mà lại. Rồi còn ai nữa đâu mà để mà làm phước. Bây giờ có tiền thì gán làm phước. Để đến sau á, bây giờ thầy cũng nói nè, sau đây nhiều cuộc đất cài đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa, nhà cửa đều xa hết, vật chất đều xa hết, chạy bỏ hết. Cái bằng mình ở người ở đây, mình trên sò này mình nói là bỏ của đến người đó, chạy bỏ của đến người đó. Chứ không để người chết sao, của thì mình còn làm được, nghĩ gì đấy, là bỏ của đến người. Bởi vì bây giờ bà con gán làm phước. Làm phước được bao nhiêu thì cứ làm. Để đến nay không còn làm được. Thì là trong giảng nói, mình cũng y như ngoài đời thế này. Bây giờ có công có việc, chạy bỏ của lấy người. Và tới đó mình cũng chạy bỏ của lấy người nữa. Tại vì ở đây chết sao? Nhưng mà lấy con người này á, thì bây giờ tới đây thiên tai mình cũng không biết chạy chỗ nào tránh khỏi. Chỉ có tu mới tránh khỏi. Thiên tai là không biết chỗ nào mà tránh được. Là thí dụ đang yên lành, ông mập tới, mình cũng không biết chạy chỗ đó yên lành, chạy chỗ đó ông mập tới, không có biết được luôn. Nên súng đạn mình còn tránh được hen, còn mà thiên tai là không có tránh được. Chỉ có là tu thôi. Còn bà con mà tu cho kịp đi, không thôi là không có kịp đâu. Cô nói nha, từ đây tới qua cái tháng 7, tháng 8 đều rồi con thấy đau chết cho mà coi. Dữ lắm, bởi vì gán tu mới còn, chứ không tu là không có còn gì hết. Rồi bây giờ có tiền cái không dám làm phước để dành. Tới chừng đó muốn đi làm phước, không có ai mà ăn nữa đâu mà cho.
Năm nay khát nước chứ năm tới là đói. Năm tới đau với đói dữ dằn luôn. Năm này là còn được cứu chữa, mà cứu chữa biết rồi phải, chứ còn tiền bạc ở đâu nữa. Thí dụ như Mạnh Thường Quân đi, bây giờ cũng làm ăn cũng khó khăn, từ trong nước đến ngoài nước rất là khó khăn. Rồi người ta cũng mở cái lòng từ bi để giúp, mà đến nơi ta khó, ta cũng không có đâu giúp. Nó khổ hết luôn rồi còn ai đâu nữa giúp. Nên là mình chỉ có cái tu, mình chỉ có tu là mới sống. Chứ bây giờ mình là còn Mạnh Thường Quân, thì Mạnh Thường Quân các nước ở ngoài cũng rất là khổ. Ở nước Mỹ nè cũng ngập, cũng nước ngập nè, cũng bão, cũng lốc xoáy đùm đùm chân á. Ở nước Mỹ á nghe dư lắm, chỉ có nước Canada là yên, là không có nhiều. Nước Canada nè thiên tai cũng ít nè, rồi cũng không có bạo loạn nè. Còn ở Mỹ hay bạo loạn nè, Mỹ đen nó vô nó quýnh Việt Nam mình, đang bán quán nó chạy vô nó muốn bắn là nó bắn, muốn đánh là nó đánh. Nó bạo loạn rồi, bão lụt nè, chỗ thì khô, chỗ thì nước dưng, rồi lốc xoáy dữ lắm luôn bên Mỹ á. Còn ở Canada thì ít, chứ Na Uy cũng ít nghe. Cái Na Uy cũng không có nhiều, không có bình yên. Na Uy nè, Canada nè, Úc là ba cái nước đó bình yên nhất. Mấy chỗ kia thì cũng chiến tranh rồi dữ lắm. Ở Đài Loan là cũng chiến tranh rồi. Nói chung là có ba cái nước đó là ổn chút. Đó, nên là bà con thấy đi, bây giờ các nước trên thế giới đều khổ hết, đều chiến tranh rồi đều bị thiên tai. Rồi bà con người ta ở ngoài người ta làm ăn cũng khó, rồi có đâu mà để tiếp diện về bên đây mình cứu trợ Việt Nam mình. Nên chỉ có bây giờ chú có tu, mình tu đi, mình tự mình cứu mình, chứ mình chờ Mạnh Thường Quân mà gửi giải cứu giúp người ta cũng khổ nữa. Nên là bà con phải tu tự mình cứu mình đó. Nên là cô nói với bà con gắng mà tu đi. Tu bây giờ có gì đâu, tha thiết cầu trời khấn Phật đi, chứ đâu phải mà vô trong chùa mà ngồi đó rồi tối ngày ngồi đâu mà sợ. Chỉ làm hiền làm lành rồi cầu trời đặt bàn cầu ơn trên, chỉ có cha thôi nha. Cô nói chỉ cầu ngay cha đi, trình lên Hoàng Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế cha chờ từ bi ban phước lành cho chúng sanh chúng con đang biết tội lỗi sám hối, thì cha mới tha thôi. Chứ Phật là cũng không có tha được. Cha ra lệnh là Phật cũng phải tuân theo thôi, không có cãi được lệnh của cha. Mình cầu lúc nào cũng được, lúc nào cũng được tối đó. Mình dù mình cúng có thời cúng được, cái mình cầu nguyện ơn trên cha Ngọc Hoàng từ bi ban phước lành xuống cho chúng sanh chúng con bây giờ biết tội lỗi màn ba chiến chót, trong cái màn này con biết là đau khổ nên con cầu xin cha từ bi ban phước lành xuống. Nay chúng con ăn năn sám hối rồi ăn chay niệm Phật thì cầu nguyện từ 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 cha cũng nhỏ lòng thương, còn nếu không là ông xuống lệnh một cái là tiêu luôn. Cha đã ra lệnh lâu rồi nhưng nhờ Phật tổ sinh đó, bây giờ kết thúc cũng không dạy được, nên là phải ra tay lọc lừa sàng sảy thôi, chứ để cái người tu với người không tu sống chung cái người tu người ta khổ sao. Người tu phải hưởng phước, mà giờ đang vàng thao lẫn lộn trong nấy rồi làm sao mà phân ra, thì phải lập ra, phải sàng ra. Nên là bà con bây giờ chỉ có cái tu mình cứu mình, chứ không ai cứu mình được. Nghe cô nói tới 5 tỷ đó, năm nay thành tỷ hen, còn giữ trong sấm giảng ấy gồng gắn máu đào chính ghê, nhưng mà tới năm gắn đó chết thê thảm luôn. Tại vì là lúc trước á này cũng có nói rồi nhưng trên đây cô không nói đâu, nửa năm tới đó thầy về đó, hết năm này nửa năm tới đó. Mà nếu mà thầy về là thầy chết thầy phơi thì mới về nó. Nên là bà con gán đi, gán cầu nguyện không còn bao lâu. Cô nói là không còn bao lâu, cô nhấn mạnh một câu cho bà con biết không còn bao lâu. Phải gán mà tu, phải gán thành tâm cùng nhau hiệp lực để cầu ơn trên, còn không là tới đây sẽ hủy diệt. Tôi nói những gì không còn, chỉ còn người tu thôi, người không tu là không có còn. Cô nói ở đây đó, bà con phải thức tỉnh đi. Cô nói là cô rất là thương chúng sanh, bà con trong sống trên cái trái đất này mình cũng là sống ở đây, chứ không, cô không có phải là nói để hù hay là gì. Cô nói để cho bà con thức tỉnh để mà cùng nhau hiệp lực để cầu nguyện ơn trên đó, cầu xin đó, sám hối tội lỗi của mình đó, thì mình tự mình cứu mình đó. Tới đây còn vô lắm nè,
từ đây mà cháy đó ha, bây giờ tới nay tháng 3, cháy tới tháng 5 mới hết. Cô nói rồi mấy đứa con nghe ha, cháy tới tháng 5 mới hết. Bây giờ là hai mấy tháng 3, cháy tới tháng 5, cuối tháng 5 làm hết cháy. Cháy gừng gực hoài luôn. Hồi đêm hôm cô ngủ đây ha, mà cô Thiện hay là có nói ha, cái gì mà nó cháy 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 ha. Suốt đêm cô nói niệm Phật, tôi ngồi đây đã hơi, tôi nằm xuống tôi niệm hơi, khỏe ngồi duyên hơi mệt nằm xuống. Mà nói cái gì mà nó lao sao vậy? Dữ lắm luôn, mà không biết cái gì mình cũng nói chung là không có rõ ràng, mà nói là cũng lao sao dữ lắm luôn. Rồi thấy người ta chết quá chừng luôn, mà không biết cái vụ gì. Rồi cái thấy vậy giật mình, ngồi dậy niệm Phật tiếp, thiền tiếp. Đó, nên là cũng cặn kiệt lắm rồi, nên bà con gắng. Không có lâu, cô nói rồi, nên cháy tới tháng 5 mới hết. Rồi từ tháng 6, tháng 7 là lốc xoáy, giông gió, bão bùng. Chứ không có bình yên, không có bình yên được. Bởi vì đã sắp cái màn ba chiến chốt rồi còn đâu nữa. Sắp sửa là đóng màn lại rồi. Kéo cái màn ba mà hát gần hết tuần rồi. Là gần kết thúc vậy. Là chứ đâu có còn nào nữa đâu mà chờ đợi nữa. Biết bao nhiêu người hay lại đây là nói con nằm trên bao con thấy chết quá chết con, sao con thấy gì không? Thì cái người có căn tiên đó là cho thấy chim bao, thấy việc này việc kia cho biết trước. Thì mẹ cũng có nói nè, người không căn trước thì đâu biết gì. Mình có căn trước á, cái căn duyên mình kiếp trước mình có tu đen, là mình cho mình thấy những việc này việc kia xảy đến, sau này nó đến là như vậy đó. Nên là ta được thấy chứ không phải như không. Nên là mấy đứa lại nhung nói tôi nói thì nó tới đây nó vậy đó, giờ mình gán mình tu đi con ơi. Gán tu mình tự cứu mình đi chứ mai cứu mình được đâu. Rồi gì nó mấy con còn gì nó hỏi đi. Quá gật lửa ha. Cô Lâm chia sẻ cho bà con biết thì vấn đề cháy lửa này như vậy thôi. Cô Lâm cho biết là về sau thì đầu năm rồng thì lửa cháy, nhưng mà cuối năm thì cô tìm thảo luật. Nó thì cô nói những gì đó. Thì mấy con để ý đi, hồi đó giờ mấy con quay cô cả năm nay biết chân đâu, cô nói là có chân để ý đi, có hết chân. Tự nhiên của bậc Hà con nhớ không, đang cho phơ phớ vậy tự nhiên cái bữa đó đang cũng quay vậy, ông nói tới đây không còn dùng của bậc Hà nữa, tự nhiên tắt ngang luôn, thấy trước cái chân. Nên là cô nói vậy đó rồi hen, mà lửa cháy tới tháng 5 mới hết ngang, từ đây cháy tới tháng 5 luôn mới ngừng. Đầu năm cô nói mà quay cái đầu năm cô nói lửa cháy thì nứt dưng thì sẽ tắt rồi có chân đó, mà lúc đó mình chưa có xảy ra vụ này đâu. Mình cũng rồi tới đây nè, thì bây giờ cuối năm này con thấy để nha, dông bão nè, lốc xoáy nè, nên là chỉ có cách tu, không có cái gì mà làm được hết, chỉ có tu. Rồi á là cầu nguyện mỗi đêm mình thờ mình cúng đó, mình cúng rồi cái mình cầu nguyện nhân trên cha trời đó, Ngọc Hoàng Thượng Đế từ bi ban phước lành cho chúng sanh trong trần gian này quá khổ, xin cha bớt cơn phẫn nộ để cho chúng sanh bớt đau khổ. Thì mình cúng thì cô cũng cầu nguyện vậy thôi, nhưng mà có một mình đâu có nở cả thế giới con, bởi vì phải đồng nhau hiệp lực mới được ơn trên mới tha thứ mới khoan dung, chứ còn không là có người đâu có nổi. Ông Phật ông còn sinh không nổi thì sao mình sinh nổi đó, con thấy đi. Nên là cô cũng chúc cho bà con phải gán tu, dù trong nước ngoài nước gì, trong đất nước Việt Nam mình đều nghe cái clip này, ở những cái vùng mà xa xôi đó, cái vùng mà xa xôi mà ít người tu đó, cần nên nghe để mà mình phát tâm, mình làm cái việc thiện cho nó được đỡ một chút. Ví dụ như cô nói hen, như đây cô mà cô tu hen, cô tụng kinh cả sớm này hưởng đó. Con tụng kinh Mẫu nè, con tụng kinh Di Đà nè, mấy nhà xung quanh mình đều hưởng. Chứ không phải không đâu, bởi vì nếu mình đồng với nhau, mình hiệp lại 5-7 nhà, ví dụ một chùm 5-7 nhà, một chùm 5-7 nhà là cầu nguyện đỡ. Chứ không phải không đâu. Ví dụ như cô đang cô tụng kinh Địa Tạng thì cả sớm này không có cháy, không bị cháy. Trong kinh Địa Tạng nó ngang hưởng luôn đó, không phải không đâu. Rồi, cảm ơn cô Năm nhé. Cảm ơn chia sẻ của
đến đây thì bây giờ kết thúc video, cô cũng nói lên cho các mạnh thường quân cũng thì cô cũng định mua chiếc xe tải ra để chứa nước, thứ nhất là chở nước đi cho bà con cái vùng hạn hán, thứ nhì là để chữa lửa dùng bể núi nè, tại vì cô đang ở đây là bể núi, mà giờ trong sấm giảng thầy nó cháy bể núi mà cháy được 3-4 cái rồi, thì bây giờ cô cũng sẵn đây thì cô cũng nói với các mạnh thường quân nếu có ủng hộ cho cô thì đặng mà cô mua chiếc xe, thì bây giờ dọ chiếc xe thì nói chung là các mạnh thường quân cũng gửi cũng được 100 triệu rồi, thì người 5 triệu, 2 triệu, 1 triệu 500 cũng có luôn đó, thì là cô cũng để chiếc xe này để thứ nhất là để mình đi chở nước cho, thứ gì là mình chữa lửa trong cái vùng của mình ở nè, có quả quạng là củ sắm nè, máy phát điện nè, rồi dây nè với thùng, ví dụ mà có cháy đen là mình chạy tới là mình quay cái máy phát điện lên là mình bơm nước. Cái motor ở dưới Tiền Giang gửi cho cô rồi, cái motor để mình gắn vô đặng mình phát điện ra đặng tắm cái nước đi đó, ở Tiền Giang ngày qua nó có gửi cho cái motor cho cô rồi, thì mình chỉ mua dây nữa, thùng cũng có người cho rồi, ba cái dụng cụ đó là thùng 4.000 lít cũng có người cho rồi, bây giờ chiếc xe quan trọng, chiếc xe nên là cô cũng xin các mạnh quân nếu ủng hộ cho cô thì rằng cô có mua chiếc xe, rồi cô sẽ lấy chiếc xe tải trước đây đó, nếu mà có tập trung lại 2 chiếc xe tải mình đi, chiếc xe tải của cô trước là để chở sắt với ton đi cất nhà tình thương đó cho bà con nghèo đó, là cái xe đó được có 1 tấn rưỡi à, thì nếu mình được chiếc xe này thì mình có đi chở nước xuống cái tỉnh Tiền Giang đó thì mình 2 chiếc xe mình tập trung để mình đi nó dễ. Thì bà con cũng có gửi cho cô mua nước cho đó. Mà bây giờ mua nước thì mình phải hợp tác với mấy cái đoàn xe kia, chứ giờ như không mình không có xe mình đi mướn xe nè, còn nếu không mướn thì cho mình mượn mình mới đổ dầu, rồi mình phải đi mua nước, còn nếu không thì mình hợp tác, ví dụ đó ở cái đoàn đó 3-4 người cái mình hợp tác vô mình cùng nhau mình đi, mình không lại mình đổ dầu mình xuống với tới Tiền Giang mình mới bơm nước vô thùng, nó mới vô mấy cái huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây để cho. Thì bây giờ cũng có người gửi tiền cho cô mua nước không, mà cô chưa có đi được, phải để chờ cái đoàn đó mình hợp tác mình đi mới được. Cho nên là cô cũng nói lên đây các mạnh thường quân cũng nếu có tấm lòng thì giúp cô thì cô cũng rất là cảm ơn. Mô Di Đà Phật.